Sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19, hôm nay Hà Nội nâng cấp độ phòng chống dịch ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm lên cấp độ 4, tức là nguy cơ rất cao, màu đỏ. Hiện toàn thành phố đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch. Chỉ có duy nhất phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là ở cấp độ 4 và có 4 xã, phường ở cấp độ 3, bao gồm Phù Đổng, Yên Thường, Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và Cống Vị, quận Ba Đình. Tính trong 14 ngày gần đây, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 580 ca mắc trong cộng đồng. Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, sáng hôm nay cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa cửa hàng Zara tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu để truy vết liên quan một khách hàng mắc COVID-19 đến đây mua sắm, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên cửa hàng. Sau khi có kết quả xét nghiệm thì sẽ quyết định thu hẹp phạm vi hay là kết thúc phong tỏa. Sáng hôm nay, trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho 4 địa phương là thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Trong đó thí điểm 6 cơ chế đặc thù cho thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An. Riêng tỉnh Thanh Hóa được thí điểm 8 cơ chế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Điểm nổi bật của các cơ chế đặc thù này chính là các địa phương sẽ được quyết định mức thu các loại phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục ban hành kèm theo luật phí và lệ phí và được giữ lại cho ngân sách địa phương 100% số thu tăng thêm. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp phép cho 3 đơn vị được thực hiện cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa trên cả nước, trong đó có ứng dụng Misa eSign của công ty Misa. Theo bộ này, với 60% giao dịch điện tử có giá trị lớn đều phải áp dụng chữ ký số hiện nay, thì việc áp dụng chữ ký số từ xa vừa giúp doanh nghiệp thực hiện việc bảo mật giao dịch, vừa tiện lợi hơn khi mà ký kết được hợp đồng trên máy tính và điện thoại ở mọi nơi mọi lúc mà không cần mang theo USB hay là SIM như trước đây. Theo đó, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Ngoài ra, Misa eSign cũng sẽ được tích hợp với các phần mềm khác như là kế toán, hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội, tài liệu và hợp đồng điện tử nhằm giúp doanh nghiệp tối đa năng suất làm việc và tiết kiệm chi phí, tiến gần hơn với công tác chuyển đổi số toàn bộ doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã chính thức thống nhất ứng dụng PC COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay. Yêu cầu các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác để tránh gây rắc rối cho người dân. Ngoài ứng dụng PC COVID thì ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý sẽ hoạt động liên thông chia sẻ dữ liệu thông suốt với PC COVID. Bên cạnh đó thì ứng dụng sổ sức khỏe điện tử vẫn được sử dụng độc lập và có hiệu lực lâu dài để phục vụ xã hội. Và sau hơn nửa tháng phát sinh đợt dịch mới, tỉnh Bắc Giang cũng đã ghi nhận chùm lây với 529 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm lây ở Yên Thế, với số ca dương tính vẫn tăng mạnh là 207 F0 và 1060 F1. Toàn huyện đã kích hoạt 30 khu cách ly tập trung, đảm bảo cho hơn 1.000 người. Thời điểm này, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Yên Thế cùng các đơn vị ở cơ sở đang dồn sức thực hiện nhiều phần việc nhằm quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly, tham gia duy trì 16 chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các cùng với các tổ truy vết. Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, bắt đầu từ sáng hôm nay 13 tháng 11, toàn bộ học sinh các trường thuộc thành phố Huế tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến và học qua truyền hình. Những địa phương khác trên địa bàn tỉnh duy trì dạy học trực tiếp. Riêng những khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao hoặc các trường học có ca F0 thì xem xét tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình và dạy trực tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi ngày hôm qua toàn tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca tại cộng đồng, chủ yếu tập trung tại thành phố Huế. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là trong 2 ngày vừa qua, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị. Người dân nên cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn, ra soát bố trí lực lượng, kiểm soát hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng và vật tư phương tiện để khắc phục sự cố xảy ra. Bắt đầu từ hôm nay 13 tháng 11, Hà Lan sẽ chính thức tái phong tỏa một phần, đặc biệt là đối với lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ không thiết yếu để đối phó với số ca mắc COVID-19 đang tăng cao kỷ lục. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tuần. Theo đó, tất cả các quán bar, nhà hàng và các cửa hàng thiết yếu như là siêu thị sẽ phải đóng cửa từ lúc 20 giờ hàng ngày, trong khi các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa từ lúc 18 giờ hàng ngày. Người dân Hà Lan được kêu gọi không đón tiếp quá 4 người trong nhà và nên làm việc từ xa. Các cuộc tụ tập của công chúng bị cắt giảm và các trận đấu bóng đá sẽ diễn ra mà không có khán giả, bao gồm cả vòng loại World Cup giữa Hà Lan và Na Uy vào tuần tới. Vào hôm 11 tháng 11, Hà Lan ghi nhận mức kỷ lục với hơn 16.000 ca mắc mới COVID-19.
Hàn Quốc vừa quyết định gia hạn khuyến cáo, đặc biệt là về việc đi ra nước ngoài, thêm một tháng nữa đến ngày 13 tháng 12. Do dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh trên toàn thế giới. Theo đó, công dân Hàn Quốc được khuyến nghị hủy hoặc hoãn các chuyến đi nước ngoài không cần thiết. Hàn Quốc ban hành khuyến cáo trên lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay và đã gia hạn thêm cho đến nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tham vấn với giới chức y tế và các đại sứ quán của nước này ở các nước ngoài để nới lỏng những hạn chế đi lại theo giai đoạn, có tính đến yếu tố dịch tễ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine và các biện pháp cách ly ở nước ngoài. Ngày 12 tháng 11, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan, nơi hàng nghìn người di cư đang bị mắc kẹt trong điều kiện tồi tệ, dẫn đến lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và địa chính trị nghiêm trọng. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần, hai bên tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, động thái này nhằm phản ứng trước các hoạt động quân sự tăng cường gần biên giới của Belarus. NATO cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình để xem là liệu có bất cứ hành vi gây leo thang căng thẳng nào sau cuộc tập trận giữa Nga và Belarus hay không. Mỹ và Qatar đã thống nhất, Qatar sẽ đại diện cho các lợi ích ngoại giao của Mỹ ở Afghanistan. Đây được coi là dấu hiệu quan trọng về khả năng can dự trực tiếp giữa Mỹ và Afghanistan trong tương lai sau cuộc chiến kéo dài 20 năm. Theo thỏa thuận được ký vào ngày 12 tháng 11, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12, Qatar sẽ chỉ định một số nhân viên từ sứ quán của nước này ở Afghanistan cho bộ phận lợi ích Mỹ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Mỹ và phái bộ Mỹ ở thủ đô Doha. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây khác đang gặp khó khăn trong cách thức can dự với Taliban sau khi phong trào này lên nắm quyền ở Afghanistan vào hồi tháng 8 và nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và các nước châu Âu tới nay vẫn chưa chính thức công nhận chính quyền do Taliban đứng đầu ở Afghanistan. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ có thể sẽ phải triển khai các biện pháp ứng phó theo danh mục khẩn cấp trong những ngày tới do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Chỉ số chất lượng không khí trung bình tại thành phố này trong ngày 12 tháng 11 đứng ở mức 471, mức cao nhất trong mùa ô nhiễm năm nay. Nhiều biện pháp mạnh mẽ được thực thi trong những ngày tới để góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm đang ở mức rất xấu tại đây. Giới chức cũng khuyến cáo các văn phòng chính phủ và tư nhân tại New Delhi cắt giảm việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở mức ít nhất là 30%. Người dân thành phố được thông báo là nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với không khí bên ngoài. Theo giới chức, điều kiện thời tiết hiện nay rất bất lợi cho việc ngăn chặn các ô nhiễm phát tán. Trong khi đó, tình trạng đốt rơm rạ sau vụ mùa được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Lawrence, bang Kentucky của Mỹ mới đây cho biết một cô gái 16 tuổi đã được cứu nhờ sử dụng cử chỉ tay đã học được trên TikTok để báo hiệu cho những người xung quanh rằng cô đang gặp nạn. Người dùng trên TikTok và các tổ chức phi lợi nhuận như Tổ chức Phụ nữ Canada đã quy ước cử chỉ hướng lòng bàn tay ra ngoài và khép các ngón tay lại xung quanh ngón cái là dấu hiệu thông báo đang bị quấy rối. Phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Lawrence, Gilbert Asiano nói cô gái ra tín hiệu khi ngồi cạnh người lái trong một xe hơi. Một người lái xe đã chú ý và nhận ra tín hiệu, sau đó gọi cho cảnh sát để ngăn chặn chiếc xe. James Herbert Brick, một người đàn ông 61 tuổi có quen biết với nạn nhân, đã bị tạm giam với cáo buộc bắt cóc và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên. Thiếu nữ sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và sau đó đoàn tụ với gia đình. Chỉ nhờ có cử chỉ bằng bàn tay đó, nếu cô gái không đưa ra tín hiệu hoặc nếu không có ai trên đường hiểu được tín hiệu đó, ai biết có chuyện gì xảy ra và nếu vậy chúng tôi đã không xử lý tốt được việc này. Ông Arcadio cũng nói rằng những người tham gia giao thông và các cơ quan thực thi pháp luật nếu biết tín hiệu này thì sẽ rất hữu dụng.